mặt nước là lồng quan hoàng bơ biến lên đi trên mặt nước là lồng nghề rõ ràng ông bơ thoại chân dùng nghề khác thường. Thank you.
động đinh hồ. Nước bạc nóng nghi, nóng lanh nghi. Xôn xao sắp vỗ bên ni gành. Bên gành trắng trắng soi, tề tay tiền chuốc chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc, các cụ nâng nâng vào là mời rước ông bơ hoàng sơi. À sơi rước ông hoàng sơi, tích tình tay tiên chúc chúc chén rượu đào. Rước nhì mê tuần dâng lên mê kinh kinh cụ dâng lên mê kinh kinh bộng để các cụ lâng lâng bơ là mời rước bát hoàng bơ sơi. À sơi rước rước bát hoàng sơi. Tam bôi tay rót rượu đào, tam tuần chung dâng lên kính nghi vua cùng là mẹ tạ mẫu. Các cụ nâng nâng vào là mời hoàng yến tam tuần chung chung. Trùng a trùng hiền tam tuần trùng trùng. Có bút tiên nghiên ngọc, ông bơ hoàng họa vần thơ nai nán nghi. Thơ bơ nhắn hỏi cung nghi hàng hàng cung hàng hàng ơi. Sao chăng đêm nay lúc mờ nghỉ, lúc lúc sáng nghỉ. Chẳng nhớ thương ngài khi tỏ khi mờ. Hay ông chăng còn nhớ thương thanh đồng họ Nguyễn ghé ông đây mà vương vân vân đi chi đây. Ba chén rượu tiến tay nâng chưa cạn, ông bơ lỡ chia tay sao đành. Khoan đi khoan nhạt mái trèo cửa đền cô ngay ông bơ hoàng ngài bỗng tới vẫy tay gọi thanh đồng họ Nguyễn ơi cửa cô đây đã đợi ghê rất đâu rồi.
chùa ba ni cho áo trắng đai vàng tựa gối nghe thơ nồng sao xuyên ni ông bơ đẻ thanh đồng họ nghiễm ghế ông đây là đồng nịnh sự sự bóng nghĩ khang trang nhớ khi xưa ông bơ hoàng là người vốn tình nghi thông minh nghi mà độ cho gia chung họ Nguyễn được cai trị chữ khang ninh nghi thọ nghi trường tách ra ngồi bảo hà qua năm bảy nhân ai nên trái hút bảo hà nếm mùi phong nguyệt đi đó là thần tiên dương núi ngọc ý quanh quanh đồi chim hót kia trước sân đền chúc mọc thấp mi cao sáng trăng trăng thanh trăng thanh ngông ngoan cảnh cảnh chơi vườn đồ đào nghỉ chẳng thay ngoài cái chân chân vật đào thấy vâng 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 chẳng chẳng nghe sang ba sao nghĩ giữa trời đề bảo là lời mi thay tích tích ông bảy hoàng hoàng bảy thực thực đích đích chục chục bà quất quất nghĩ sinh thời làm tướng chung chung thần man mường nghề nung nung chạy sơn dân đi hàng đầu đập công đầu đầu bàn cái thế quyết quyết dẹp dẹp nòi ác nghe chế hại dân dân thank you.
thì bóng quang về hôm nay tinh bóng quát vỡ đèn đèn khuya sớm thọt nhát phục thờ chân kỳ có chân đạm buồn khai quang sông nha tất cờ diệu hoàng về chính má bắt ngã tiết tăng túc giả kim phục hoàng thân cờ thanh chú tiên chú vương Thank you.
ông bầy biển nì tiến tiến đá đá. Vì vũ sáo chúc chúc trời bấy khói, kỳ cục thổ canh đất đất lại hoa. Cuồng thường nhì nặng gánh nhì dạ sát son. Ấy mùi phong phong nguyệt là quốc gọi hôn. Được mùi phong nguyệt nước Phật còn kèm xa quan hoàng bấy
phận phận. Thank you.
chữ đề. Đức đức nàng nàng tường tuy đi quan hoàng bày chót na say một tí với đời. Ông khuyên ai giữ tròn đạo làm người, đi lễ Phật đây chính Di Đà là hơn cả. Mới tâu qua quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu sổ chân ra nào ô chép biên ni. Họ nguyện ghé ông là người hiếu thuần thảo hiền ni tu nhân tích đức 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 ông bảy chép biên cho rõ ràng. Bao nhiêu kẻ ngang bao ngược tắt đi hại người không cho chàng chàng trước thời sau lâu lâu nhập hòa xã chi đâu sợ nguyện ý cho sợ cầu tàu đấng đấng nia cầm mà cân lấy bực bực nia cứ lấy chữ phúc nia chữ tội để mà cân đừng để khoe mình cho vẻ muôn phần chữ phúc kia mà đã kém ông bảy cầm cân sao cho bằng. Ai mất chữ tâm mi thì tội phải mang. Con lưới trời bổ khắp bốn phương nhi, hại nhân thì nhân hại khổ đường thoát lê thân. Con nước tiên ông bảy tẩy hết bụi trần thanh nghe cao họ Nguyễn Ni mười phần là thanh nghe cao. Chữ cương thường nghi treo cao giá ngọc nghi con đặt gối tâu quỳ bảo hà xin quan hoàng bày độ trì ông chứng minh minh. Có khúc đàn cầm thanh thanh thót gọi trăng lên tay tiên các cô mi rót rượu bạch bạch niên rượu vàng các bạn đi quỳnh tiên đi khuyên đi mơ chén trà.
dân văn ni quan hoàng bảy bảo hà ngồi cao chính vị thì mời ông ra ngự đồng đồng. Thank you.
gươm thiêng trong đất chỉ trời hoàng đánh đông dẹp bác hoàng đánh đông dẹp bác việc ngoài binh nhung tuổi thánh xóa tuổi thanh xuân một đấng nhi anh ngô hùng nghi thanh xuân xuân một đấng anh ngô hùng tài danh danh nổi
trồng cây. Chúng con lại nhớ tới Hoàng. Tiệc mẫu xong cùng tiệc Sơn Lâm Sơn Trang về, họ Nguyễn con đón rước quan hoàng mười. Quan hoàng mười về tới bàn đền đây, tề tay tin các cô chuốc nghe chén rượu đào. Nhất tần sơ dâng đến bệ ngọc, các o nâng vào là mời rước quan hoàng mười sơi. Các o lần vào rước ông mười sơi. Tình tay tiên mà chót khóc na chén rượu đào. Rước nhị mê tòi tòi ta dâng lên mê kinh kinh vua dâng lên mê kinh kinh bộ để các o nâng nâng bầu. Rước quan hoàng mười sơi, a sơ rước quan hoàng sơi. Tam bối tay rót rượu đào, tam tuần trung dâng đến kính kính nghi vua cùng là mẹ ta mẫu các o nâng nâng vào à mời hoàng yên tam tuần trung trung a trung chúng hiền tam tuần chúng chúng ghế hầu mẫu hầu hoa trong lòng nghi phần khởi bừng bừng khoang nghi mà ông cũng vô xa
ông hộ
quỳnh tiên ni quân quân tổ tổ dăm ba. Trời mây thì bạt ngạt bao la, đường phố đèn quán hoa thật thật, chứ biết xa hay từ ngày ngày anh
mang dáng đâm đâm nơi này. Đường xa thăm thầm mà đâu có mà gió sương đêm này. Ngược về đây đông đông sang bóng quý quan hoàng bất ngây. Lúc danh ba miền cửa nhà ra sự bình ý. Dù chân gian đi không còn vẫn vương mơ mà vì thương ghế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn trà. Con cầu mong đường kinh nghĩa bái Phật tuyên kinh quan hoàng ngài giáng lâm chứng nghi cho ghế ông thành tâm mơ. Ông ban cho thành đồng ngày ngày tài như duyên chi tháng năm ban lành cho tâm thành phúc tự vận na. Ông vàng đồng như vòng hào quang chiếu sáng tiếng ca cũng đã còn đón hoa vui ngỡ chặt chặt ở xa. Xưa ngoài ba sầm sầm nần nần ni giang sơn cõi bờ nhì vâng đầy đầy vua cha hoàng đình phong kiếm cờ xua loại sơn năng nhì phút ni tan không ngờ khai hoàng ca hạc xa theo gió mây bông bông về tiên nhì trời nước nó này mãi mãi được bình yên. Cõi mộng 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 na chợt nghe tâu tâu đôi ghế ông tâm thành vâng đầy đầy vua cha hoàng giang đã qua chân chân vâng mệnh mẫu vương hoàng giang nơi dương đông ông về đây ngàn hoa đua sắc nghi thưa khói quyền bay giận lần này hoa khánh nghe lắng chuông này khoác áo hoàng bào ngọc đôi tay quỳ xin đầu nhỏ phước cho thành đồng cho tiếng ca cùng đàn cho người trần thế chúng con bình an nước non bốn phương thành bình được đường đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có đần mày mắt đi ngắm mơ rung rung nhà hòa ngừng đồng anh bóng bóng dương ra mới hay trong việc biển đạo cha ngự về đồng có ai đẹp bằng ta khi ông giáng lâm dương đầu đẹp già ngời sáng như hoa có người ta lạy nam
tây bán buôn trăm nghề gặp may. Còn có đi miệt mài mê say dân cũng đã tiếng ca xin quán hòa chứng nghi con người ta sống ở trên đời tiền vòng bạc chảy mà để rồi nam chi cuối cùng cũng chẳng đem đi. Chẳng có làm gì cho cho nên họ Nguyễn đã có lộc lộc có cả tài, nhưng mà phải có phúc để mà sống họ hưởng nông trời hoàng bưởi ba năm. Họ ơi khôn đi đầu nóc nóc nhà quan đồng sang tìm bạn nề, con nhãn khôn phải tìm thầy, con nhãn khôn phải tìm thầy. Ông có nhủ rằng họ Nguyễn ghế ông đừng nghĩ ngợi đắn đo, hầu hôm nay có hết một ngày mai ông lại cho bằng mười, ngày mai ông lại cho bằng mười. Ông là trên họ nguyện ơn trên đi như bề mà như trời. Con xin nguyện làm tôi cho tôi ngày bạc đầu, nguyện làm tôi cho tôi ngày bạc đầu. Tuổi vẫn đẹp hà hoa như đồ nào, đẹp hà hoa như đồ nào. Họ Nguyễn ghê ông, xưa kia con vất vả đã nhiều rồi, xưa kia con vất vả đã nhiều rồi, từ ngày ra Nam con bốn phủ ông cho không kém ai ở trên đời, không kém ai ở trên đời. Vẫn bốn bề góc chân chân ở trời, không đâu kháng tráng nịch nịch sự bằng đề cô ông ngự đồng, bằng đề cô ông ngự đồng. Ông mười ngự đồng ông nghe câu phú lại câu thơi, câu hò trong xứ nghệ năm cung văn, con nhất nhất tâm con dân hoàng, con nhất nhất tâm mi dân hoàng.